Vừa lên ngôi hoàng đế, phát hiện triều đình toàn bọn gian thần. Tả hữu thừa tướng là Tần Cối, Thái Kinh. Tướng quân dưới trướng là Hoắc Quang, Lưu Dụ, Triệu Khoát, An Lộc Sơn. Lúc này hệ thống báo cho ngươi, chỉ cần mất nước là có thể tu tiên trường sinh. Thế là ngươi ban thưởng cho Thái Kinh, giao quyền cho Tào Tháo và Ngụy Trung Hiền. Thái tướng à, giữa các đại thần ngươi phải lập phe phái chứ. Thế này nhé, chậm ban cho ngươi đặc ân miễn tội, dù mưu phản cũng được. Bệ hạ biết thần tham ông, vẫn thưởng cho thần. Chẳng lẽ thần hiểu rồi? Thần hiểu hết rồi. Bệ hạ muốn thần làm tể tướng này làm gương, để chấn chỉnh lại phong khí xấu trong triều. Bệ hạ thật là dụng tâm lương khổ. Chẳng lẽ đặc ân miễn tội còn nhẹ quá, khiến Thái Kinh nghĩ chấm đang răng bẫy, sợ tương lai sẽ bị vứt bỏ. Thế này nhé, chấm phong ngươi làm quan ngoại hầu, thế tập vô cùng. Thế này thì Thái tướng có thể thoải mái làm việc rồi chứ. Thần là văn thần mà được phong hầu thế tập, chẳng lẽ thần hiểu rồi? Bệ hạ ngầm bảo đảm cho nhà họ Thái đời đời phú quý, vậy thần còn tham ông làm gì nữa? Mà quan ngoại hầu chính là đất quê hương của Hạng Vũ. Bệ hạ muốn thần giúp Tào Tháo thu phục lại đất cũ đây mà. Thế là ngươi ban thưởng cho Thái Kinh, xin bệ hạ yên tâm. Thần biết phải làm gì rồi. Tốt lắm, ta sắp thành Đại La Kim Tiên rồi. Hy vọng Thái tướng đừng làm chấm thất vọng. Chấm đợi tin tốt từ Thái tướng. Lúc này hoàng đế đã tưởng tượng cảnh mình thành Đại La Kim Tiên, còn Thái Kinh lại bắt đầu suy đoán. Bệ hạ bảo thần giúp Tào Tháo, chắc là biết có kẻ tham ông lương thực quân đội rồi. Bệ hạ muốn thần điều tra triệt để, hoặc là bổ sung lương thực. Đi thôi, chấm tiện thanh ra cửa. Lúc này Thái Kinh nhìn về phía điện tuyên chính. Thái Kinh quyền thần ngày xưa đã chết rồi. Thái Kinh hôm nay chỉ sống vì bệ hạ mà thôi. Tin Thái Kinh được phong hầu nhanh chóng lan khắp triều đình. Đại phủ Hoắc Quang, bốn tướng quân Triệu Khoát, An Lộc Sơn, Lưu Dụ tụ họp. Bệ hạ chuyển sang làm minh quân thì thôi đành, nhưng sao bệ hạ lại phong hầu cho kẻ như Thái Kinh? Ta hoàn toàn không hiểu ý đồ của ngài. Tên Thái Kinh đó có là cái thá gì mà được phong hầu? Chúng ta cả bốn người phò tá bệ hạ bao nhiêu năm, vậy mà chẳng được cái mẹ gì. Triệu Khoát huynh nói đúng, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Có lẽ lần này bệ hạ đang nhắm vào chúng ta đấy. Lưu Dụ huynh, ý huynh là sao? Hôm nay trên điện, Điển Vi và bệ hạ diễn màn kịch đó, chẳng phải nhắm vào chúng ta sao? Chúng ta là bốn tướng quân, quân sở đang uy hiếp, ngược lại lại phong Thái Kinh làm quan ngoại hầu. Đây là ám chỉ chúng ta vô dụng đấy. Đúng vậy, Thái Kinh chẳng có công trạng gì, vẫn được ban thưởng, chứng tỏ bệ hạ muốn lôi kéo bách quan, đàn áp võ tướng, để chúng ta đầu đà với Thái Kinh, bệ hạ ngồi hưởng lợi. Đúng là kế sách của tên hôn quân này. Từ giờ trở đi, chúng ta phải nhìn nhận lại vị bệ hạ này rồi. Giả ngu che giấu tài năng bao năm, lại giống một vị minh quân đấy. Lúc này tại phủ Thái Kinh, quân thần tụ họp, chúc mừng Thái Kinh được phong quan ngoại hầu. Các vị, từ giờ trở đi, huy động lực lượng 6 bộ, điều động quân đội và lương thực của các nơi, gửi ra tiền tuyến, đánh lui quân Kim, nếu không đừng trách ta Thái Kinh không khách sáo. Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Thái Kinh có ý gì vậy? Trước đây ông ta có thể tham ông bao nhiêu thì tham. Thưa tướng, ngài không phải người ủng hộ việc chạy về phương Nam sao? Chỉ là một tước hầu thôi mà, ngài có muốn suy nghĩ lại không? Tham ông, suy nghĩ gì nữa? Các ngươi mau trả lại số bạc đã tham ông từ lương thực quân đội đi. Nếu vì vấn đề hậu cần mà dẫn đến thua trận, ta chỉ có thể dẫn cả chín họ các ngươi xuống suối vàng thôi. Thưa tướng, miếng thịt đã nuốt vào bụng, dù có nhổ ra cũng chỉ còn là một bầu xương thôi, ăn chẳng ngon, bỏ thì tiếc. Nếu bệ hạ thật sự dám làm việc, chúng ta sẽ liên kết trong quan ra tay trước. Ngươi nói câu này chính là Tư Mã Ý. Có những chuyện đã ấp ủ trong lòng ông ta từ lâu rồi, muốn làm mà chưa dám làm. Tư Mã Ý, ngươi quả là có dạ tâm như sói. Ngươi chẳng sống rồi à, dám nói ra những lời như vậy. Thưa tướng, chỉ là một tước hầu thôi mà. Nếu chúng ta thành công, thiên hạ này chẳng phải đều là của ngài sao? Ngươi cái thằng mắt diều hâm lòng sói này nhóc, ta cho ngươi lên mặt à. Mọi người thấy Thái Kinh bỗng nhiên động thủ, đều hoảng sợ, lần lượt chìm vào im lặng. Một tên nhóc như ngươi cũng muốn lay chuyển lòng trung thành của ta với bệ hạ sao? Thật là nực cười. Các vị, ta cho các người 3 ngày, nâng ra toàn bộ số lương quân đã nuốt vào. Nếu không, ta không ngại cho hắn về với đất sớm đâu. Mọi người đành chịu, chỉ còn cách làm theo lệnh Thái Kinh. 3 ngày sau, tại nơi hai quân tần sở đối đầu, không khí sát khí tràn ngập chiến trường. Tào đại nhân, đại tướng của đại sở đang khiếu khích trước trận. Ha ha ha. Tướng quân Phan đâu? Mặt tướng có mặt. Tướng quân Phan, trận này hết sức quan trọng, ta cần người đánh bại khí thế quân địch, nâng cao tinh thần cho tướng sĩ đại tần ta. Mặt tướng có thể là quân lệnh trạng, nhất định sẽ chém tên tướng giặc đại sở đó. Ha ha ha. Đây là bình rượu ngon hảo hạng ta chuẩn bị cho ngươi, để tiễn ngươi lên đường. Lúc này đây, cảm giác thật quen thuộc. Trước trận đánh, tốt nhất là không nên uống rượu. Tào đại nhân, cây đại phủ trăm cân của tại hạ đã ngừa ngày lắm rồi. Xin để tại hạ chém tên giặc đó rồi hãy uống rượu. May mắn, đã vậy tướng quân Phan có lòng tin như thế, chúng ta sẽ chờ tướng quân Khải Hoàn trở về, rồi uống cạn chén này. Ta đi đi về ngay.
Quế Trự, tên huấn luyện này võ công rất cao. Nếu Phan Phụng thất bại, ngươi phải lập tức bắt hắn. Trận đấu chúng ta phải thắng. Vâng, đại ca. Tướng nào đó, báo danh đi, dưới đại đao của ta, không chém kẻ vô danh. Ta là đại tướng Vô Song, Phan Phụng đến lấy mạng chó của ngươi đây. Hâm ơm, thật là khoác lác. Đem mạng ngươi ra đây. Ta lại thua rồi, tên này của thật là đại tướng Vô Song. Ngay lúc hai tướng đang giao chiến, mọi người đều nghĩ Phan Phụng có thể sẽ thất bại. Tuy nhiên chỉ trong một hiệp, Hướng Nguyệt đã bị Phan Phụng chém ngã ngựa. Bọn chuột nhắt các người cũng dám xâm phạm đại tần ta, thật là trải chiếu trong nhà xí. Cách quân không xa. Không ngờ tướng quân Phan này vừa có dáng vẻ vừa có gan, quả là một hổ tướng hiếm có. Bệ hạ của có con mắt nhìn người sắc sảo. Ha ha ha, tướng địch đã chết rồi. Các ngươi theo ta xông lên. Đúng như Tào Tháo dự đoán, tướng của đại sở đã chết. Tinh thần quân sĩ suy sụp, khiến đại quân đại sở đại bại. Tâu bệ hạ, có tin khẩn từ Từ Thanh gửi về. Cuối cùng cũng đến rồi, dù Tào Tháo thắng hay bại thì nước cũng sắp mất rồi. Ta sắp thành Đại La Kim Tiên rồi. Tâu bệ hạ, hai ngày trước Vô Song thượng tướng Phan Phụng, tướng quân Phan dẫn 30,000 quân tiên phong giao chiến với địch ngoài Từ Thanh. Chỉ một hiệp đã chém được tướng địch, giết hơn 20,000 quân. Quân ta thiệt hại không đến 3,000, đại thắng. Nghe thật, Đàm Phụng dũng mãnh, Tào Tháo quả là giỏi hành quân bố trận. Bệ hạ thật có con mắt nhìn người. Chúc mừng bệ hạ, 30,000 quân tiêu diệt 20,000 địch, quân ta chỉ thiệt hại 3,000, đại thắng. À, không, điều này không thể. Không phải Phan Phụng bị chém sau một hiệp sao? Chắc có gì đó sai rồi. Hay là quân sở quá yếu? 80,000 đánh 30,000, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm 30,000 quân của Phan Phụng. Sao lại thắng được? Chắc chắn là giả, chậm không tin. Lúc này, các quan chú ý thấy Ngân Hà Nhân cao mày. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng chiến thắng này chưa đủ? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi. Trong lòng bệ hạ, trận này lại ra phải đạt được thành quả lớn hơn. Thật là đáng sợ khi nghĩ kỹ. Bệ hạ ở trong cung sâu, vậy mà có thể liên tưởng đến tình hình chiến sự và còn thấy được những điểm thiếu sót. Bệ hạ thật sáng suốt. 30,000 đánh 80,000, giết 20,000, đại thắng ư? Giọng điệu nghi ngờ của Ngân Hà Nhân khiến quần thần lại bắt đầu tưởng tượng. Có vẻ bệ hạ thực sự không hài lòng với trận đánh này. Nếu không sao lại nhấn mạnh hai chữ đại thắng thế? Thì ra trong mắt bệ hạ đây không phải đại thắng. Bệ hạ đòi hỏi cao thế. Chẳng lẽ bệ hạ hiểu binh pháp? Tôi hiểu rồi, hóa ra bệ hạ đã nắm chắc phần thắng từ đầu. Sau đó Ngân Hà Nhân nổi trận lôi đình trong điện. Thái Kinh và Hòa Thân đứng ngoài cửa không dám vào. Đại thắng, đại thắng, cái gọi là đại thắng. Giỏi lắm Tào Tháo. Thừa tướng thấy đó, bệ hạ quả thật không hài lòng với trận này. Ôi, mục tiêu bệ hạ đặt ra trong lòng chắc là tiêu diệt hoàn toàn tiên phong quân của sở. Tiêu diệt hoàn toàn sao có thể? Sao lại không? Bệ hạ phải Tào Tháo, Phan Phụng xuất trận, chắc đã tính toán kỹ kết quả rồi. Chỉ là hai người họ hành quân không tốt, nên không tiêu diệt được hết tiên phong quân đại sở. Thưa hai ngài, bệ hạ đang nổi giận, hay là hai ngài quay lại sau nhé? Không biết tướng quân tên gì, có thể giúp chúng tôi một việc không? Dạ không dám, tiểu nhân Triệu Văn tự Tử Long. Xin chào Thái sư Thái. À, ra là tướng quân Triệu. Đấu chương này ghi lại việc hậu cần lương thảo của đại quân đã được gửi hết ra tiền tuyến rồi. Xin tướng quân nhất định phải trình lên bệ hạ. Tử Long sẽ không phụ lòng tin tưởng. Bệ hạ, đấu chương của Thái Thường đã được đặt lên bàn ngài rồi ạ. Đẹp, không hứng thú, vứt đi. Vâng. Đông sướng đốc sướng Ngụy Trung Hiền xin ý kiến bệ hạ. Dù Tào Tháo đại thắng thì sao chứ? Ta còn có quân cờ Đông Sưởng và Ngụy Trung Hiền mà. Ngu xuẩn thay. Tâu bệ hạ, nô tài đã tuyển mộ xong nhân sự cho Đông Sưởng. Đây là danh sách, xin bệ hạ xem qua. Mê mơ. Trung Hiền à, ngươi làm việc chẳng yên tâm lắm. Hê hê. Danh sách trong tấu chương này chắc chắn toàn là chó săn của Ngụy Trung Hiền. Tính cách dùng người thân quen của hắn ai cũng biết mà. Bệ hạ đây là nhắc nhở thần phải cẩn trọng và còn tin tưởng thần tuyệt đối nữa. Được phục vụ cho bệ hạ như vậy quả là niềm hạnh phúc lớn trong đời. Đa tạ bệ hạ đã tin tưởng. Nô tài đã nắm được một số chứng cứ, chỉ là những người liên quan phần lớn đang làm quan trong triều. Không hổ danh là Ngụy Trung Hiền, nhanh thế đã bắt đầu giúp chẳng ngu xuẩn rồi. Bản tính hắn chắc chắn sẽ bắt bớ lung tung, lúc đó lòng người hoang mang, các quan chắc chắn sẽ liên kết mưu phản thôi. Mê mơ, bắt. Tất nhiên là phải bắt. Tâu bệ hạ, việc bắt bớ họ em rằng cần có sự đồng ý của hình bộ và đại lý tự mới được. Đông Sưởng các ngươi không cần quá tam ti thẩm xét, nếu có kẻ dám phản kháng thì cứ giết tại chỗ.
nô tài tuân chỉ. Bệ hạ âm thầm điều tra gian thần, tuyệt đối không tha thứ cho bọn gian thần. Xem ra bệ hạ là một minh quân, được phỏ tá minh quân chính là điều mà ta, Triệu Tử Long ở Thường Sơn hằng mong. Triệu Cao đâu? Nô tài đang chuẩn bị hai bộ thường phục theo trận gia cung. Bệ hạ có cần sắp xếp thêm hộ vệ không à? Không cần đâu, chỉ cần hai ta thôi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy sub cơ giáp và cày view hộp đầu nét cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.